Xin chào bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình Merida HFS 350, dòng xe đạp khung nhôm sử dụng bộ cấu hình rất là cao, là bộ đấu cấu hình bộ chuyển động Shimano DOG, giảm xóc hơi, bánh 26 inch. Toàn bộ khung của chiếc xe khung nhôm, thiết kế khung hộp rất là chắc chắn, chiếc sơn nguyên bản. Do xe đã qua quá trình sử dụng xe bãi nhập khẩu về nên là xuất hiện những cái vết xước nhỏ, xước răm ở trên khung này không thể tránh khỏi. Còn tổng thể xe thì chiếc xe này có cái khung thiết kế cực kỳ đẹp, vuông vức, chắc chắn. Hiệu Merida cũng rất là quen thuộc với người dùng tại Việt Nam rồi. Model China cơ HFS 350 sử dụng bộ cọc yên bên carbon, cọc yên carbon. Bánh là 26 inch, mai dư đi vòng cuối rổ. Cấu hình rất là cao. Bộ đề DOG 10 deep 3 đĩa. Bộ đùi trục rỗng, đây là đùi DOG luôn các bác nhé, nhưng mà do quá trình sử dụng nó bị mất logo, nó là đùi DOG. Phần ghi đông thì chiếc xe được sử dụng ghi đông carbon và tay bấm xả Shimano DOG full hết một rốt chuyển động của DOG, trang bị phanh dầu Shimano, giảm xóc hơi của máy tua này, rất là ngon. Chiếc xe có cặp mirror cực kỳ đẹp, các bác nhìn trên hình này rất là đẹp, mirror trước sau. Cực kỳ đẹp, cuối rổ. Và giờ em sẽ vào đo size của xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ Sôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Size đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 46 thôi nhé. Từ khóa yên tới tâm củ phốt là 56 cm. Xe của các bác đi từ khoảng 6566 đến 7576 thì phù hợp. Chuyển động 10 lít 3 đĩa, 30 bộ thân nhau. Chiếc xe này đã được bán với em mức giá chỉ có là 10.800.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 09943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.